À, tối giờ này rồi ăn gì cái món này ngon, lâu rồi chưa ăn mấy này. Nói dưới quê ăn thường, giờ lên đây ít ăn. Hai Ngân, Ngân một vịt lộn, một gà nướng, trứng cút lộn, ốc xào. Lấy tiền hả? Tiền đâu? Bên đây, bên đây, bên đây. Có đâu? Bên đây nè. Nè, uống gì đi. Uống 30 nữa đi. 30 nữa là 50 đúng không? Ốc xào đi. Một gà nướng. Cái cút lộn, một cút lộn bắp cao đi. Lại hai cái này. Cút lộn, một vịt giữa, trứng cút lộn bắp cao đi. Một gà nướng, một vịt lộn, một vịt giữa, trứng cút lộn bắp cao đi. Để hỏi Lan ăn cái gì? Nó không ăn rồi, mua vô đó thôi. Mày ăn cái gì? Ngon không mày? Tôi quên cầm cái 69 ngàn. Đây cầm gì cho? Nhiều, 69 ngàn có không? Trời mua gì 69 ngàn vậy? Tổng cộng có 69 ngàn đó. Trả cho ngay đúng hả? Ừ, vậy nên nó mượn tiền cho chị trả. Đúng. Một gà nướng, một vịt lộn, chân miếng chinh chu chéo hả? Ừ. Vô, giúp, giúp đi. Dẹp bát này đi cho gọn. Dương Lan ăn cái trứng cút lộn. Có. Ai nói chăm đẹp, chứ tao thấy con Nhi đẹp hơn. Con Nhi rồi, tao thấy con Nhi dễ thương hơn. Nhiều góc này có cái lo đó, nó bật lên. Làm mi tớp là trời, mi tớp bả làm vậy là đi kiếm thêm được.